đầu đến Huế, nơi để lại trong tôi nhiều ấn tượng và nhiều cảm xúc nhất là dòng sông Hương êm đềm này. Đến thăm sông Hương, tôi cứ nhớ mãi câu thơ: con sông dùng dằn, con sông không chảy, sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu. Một dòng sông lững lờ sâu lắng, nước xanh mênh mang, làm mát rượi lòng người. Từ bao đời, sông vẫn âm thầm bù đắp phù sa, mang về nguồn tôm cá dồi dào cho miền đất cố đô. Sông uốn mình mềm mại, vắt ngang Huế, và điểm xuyết trên đó là những con đò bao tháng ngày lênh đênh trên sông nước. Một chiều mưa, theo thuyền dọc sông Hương, tôi đắm mình trong một khung cảnh quá đỗi nên thơ. Cảnh vật hai bên bờ đẹp mượt mà, lãng đãng trong sương khói thần kinh. Rồi chợt dừng lại khi bắt gặp những con thuyền tròng trành theo con nước. Họ đang làm gì? Tình cảm vợ chồng, sống tại vì dòng ô sông. Tuổi đã già rồi thì thương nhau, sống giữa dòng sông ngày nào cũng tả lại, nuôi nhau trong ngày tháng, luận đã thoa ngày nào thì có cả thì vui vẻ em ơi, mà cũng có cả buồn lắm. Buồn lắm và lý trí đây. Tình đề và tâm tình. Họ là những cư dân vạn đò, sinh sống với nghề chài lưới trên sông Hương. Với người dân xứ Huế, dòng Hương như lòng mẹ, đã ôm ấp, chở che bao phận đời. Và dòng đời của người dân chài lưới cứ thế trôi nổi theo ngày tháng, theo từng đợt thủy triều, như bao nhiêu đời nay vẫn vậy, cha truyền con nối. Người ta giăng câu, chài lưới, mò ốc, người ta mưu sinh, rồi người ta sống lênh đênh trên dòng sông Hương. Mưa càng lúc càng nặng hạt, giữa cơn mưa chiều da diết của xứ Huế, tôi đã nao lòng khi gặp hình ảnh lam lũ của đôi vợ chồng già. Ôi, ông đã làm cái nghề này lâu chưa hả? Lâu rồi, 50 năm rồi. Ngày xưa thì còn làm nghề đấy, thiên thống á. Thiên thống ngày xưa chưa rồi. Thả lưới sông Hương này, từ đây về lên chùa Tức Mù. Luôn luôn ở lên về Bắc Vinh. Hồi xưa giờ ông làm thì những cái năm nào là cá tôm trên sông Hương là nhiều nhất không? Thì năm đầu làm đi gặp cá chín thì làm cá đó. Cá được mặn thì làm cá được mặn, và được ngọt thì làm cá được ngọt. Thường thường chứ nữa. Bây giờ ông thả lưới, rồi tới khi nào thì ông sẽ kéo lưới ạ? Cờ một tiếng sau, hai tiếng sau là kéo. Ở đây cá nhiều không ông? Cá thì cũng có, còn ngày thì được tâm, vài tâm, mà còn ngày thì năm bảy chục thôi. Sống đây đi, chỉ cứ bắt cá lên đây rồi là bán. Bán rồi mai thì thả tiếp rồi bắt lên. Tôi 77 rồi, tôi thìn. Còn làm một ngày đó, thu nhập đỡ không? Còn ngày thì được 8,5, mà còn ngày thì 50 thôi. Những ngày mưa, ngày mưa, ngày nắng thì mình cũng đi đánh sao? Ngày mưa đâu là nghỉ. Mưa nắng chứ còn làm hết. Dưới làn mưa nặng hạt, con thuyền ấy càng mỏng manh đến nao lòng. Năm nay ông bà đã gần 80 tuổi. Theo nghiệp cha truyền con nối, thì cũng chừng ấy năm qua, con thuyền bé nhỏ là mái nhà che mưa, che nắng, và dòng sông Hương là nơi họ neo đậu lại để nổi trôi với cuộc sống mưu sinh. Công việc thả lưới của ông bà Tư, cũng như những người dân làm nghề chài lưới trên sông Hương, bắt đầu từ 4-5 giờ sáng. Đó là lúc con nước đứng yên, dễ dàng bắt được nhiều cá. Khi rạng đông chiếu qua cầu Tràng Tiền là lúc họ kéo lưới, gỡ cá. Các loại cá
ông bà đánh lưới được thường là những loại cá nhỏ trên sông Hương. Mỗi ký cá chỉ bán được từ khoảng 1 đến 20 ngàn đồng. Cuộc mưu sinh cơ cực như thế, nhưng mỗi ngày họ chỉ kiếm được vài chục ngàn, hoặc cao nhất là 100 đến 200 ngàn Việt Nam đồng thôi. Làm nghề chài lưới trên sông nên cuộc sống gia đình nương nhờ cả vào dòng sông. Đói no phụ thuộc vào từng hôm buông lưới. Mấy mươi năm qua, ngày đêm trên những con thuyền mỏng manh, họ hết xuôi rồi ngược theo dòng Hương để buông lưới, thả rạp cùng với mười mấy đứa con thơ. Cả gia đình cứ thế trông chênh trên sông nước. Rồi thời gian trôi qua, những người con ngày một lớn. Ông bà cũng không muốn con cái phải ngược xuôi vất vả như cha mẹ, nên cũng lần lượt cho các con lên bờ kiếm sống rồi lập gia đình. Giờ chỉ còn lại vợ chồng ông bà Tư với con thuyền bé nhỏ này. Cũng qua bao nhiêu năm tháng, nguồn tôm cá sông Hương cũng không còn dồi dào như trước. Nhiều người đã bỏ thuyền, bỏ bến, lên bờ kiếm nghề khác mưu sinh. Nhưng ông bà Tư vẫn quyết tâm ở lại khúc sông này. Sáng, trưa rồi đến xế chiều, họ dập dìu theo con nước. Sáng một bận, chiều một bận buông câu, thả lưới, đặt lợp, đặt rập. Công việc thả lưới đặt rập trên sông đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm, sự tường tận về độ nông sâu, lưu lượng nước chảy của khúc sông cùng sự khéo léo từng công đoạn, chọn địa điểm thả lưới, cách đặt lưới làm sao để những tay lưới căng đều để có thể đánh bắt được nhiều tôm cá. Cứ thế ngày ngày, ông kéo lưới, kéo rớ gỡ cá, còn bà đem cá vào chợ bán, kiếm ít tiền vừa đủ nuôi sống hai vợ chồng già. Say nghề và yêu sông lắm nên ông bà Tư chưa bao giờ có ý định bỏ thuyền lên bờ. Tôi cứ nhớ mãi câu nói của ông Tư: sông không phụ người nên làm răng người bỏ sông được. Cơn mưa chiều vẫn dai dẳng trong khói sương mờ ảo sông Hương. Mặt trời lặn lúc nào cũng chẳng biết. Trời sập tối cũng là lúc ông Tư kéo mẻ lưới cuối cùng. Ông bà Tư nhiệt tình mời chúng tôi bữa cơm tối đạm bạc. Từ chối làm sao tấm chân tình của con người lam lũ mà hồn hậu này. Thưa quý vị, sau một ngày buổi chiều lênh đênh trên sông nước, vào một buổi chiều mưa ven cầu Tràng Tiền đi đánh bắt với ông bà Tư, thì bây giờ Thanh Tùng và ông bà Tư đang thưởng thức một bữa cơm rất là đầm ấm trong gia đình, trong một công viên rất là nhỏ hẹp thôi, và ăn những con cá do chính tay ông đánh bắt. Ông ơi, cái cá khô như thế này thì là mình tự làm hay sao ông? Tự làm luôn. Dạ, mà cái nguồn cá là từ đâu ạ? Cá là sông này, đây sông Cầu Tiền. À, và sông này mình đánh bắt về đánh làm. Dạ, chăm chóc là phơi. Dạ, từ tay mình làm luôn. Dạ. Cá của ông đánh là có bán tươi không hay là chỉ có tươi? Tươi còn. Dạ, nhưng mà những loại cá này sao mình đem mình phơi à? Phơi đi để dài ngày bán. Dạ, hồ xuống kia. Dạ, còn cá mà cá tươi thì bán đồ ăn liền thôi cho để cũng được. Dạ, cứ một ký bao nhiêu ký cá tươi thì ông sẽ được một ký cá khô như vậy? 30 nghìn. Dạ, ký mà chưa làm á, cắt bây giờ 100. Dạ, còn bây giờ là 30 thôi. Thì bao nhiêu ký cá tươi thì ông mới phơi được một ký cá khô? Cũng nhiều á. Nhiều. 2-3 ký. Dạ, 3 ký được đi được ký cá đi. Dạ, ba ký. Dạ, vậy là cũng thấy sau một ngày mình làm việc thì ông bà ngồi ăn cơm với nhau, ông thì uống một vài ly rượu để giải mỏi. Bình thường thì chính thức thì ông bắt đầu công việc vào lúc cái giờ nào không hả? Ông chưa đi đò du lịch rồi về rồi ông đi đánh. Dạ, đi đánh xong rồi là mai rừng là làm sắp coi ai ngay được.
là ông đánh vào ban khuya là chủ yếu. Đánh về mai rừng rừng á. Là khoảng lúc mấy giờ ông? 5 giờ. 5 giờ sáng. 5 giờ sáng. À đúng. Là lúc đó là cái thời điểm cá nhiều hay sao? À nhiều lắm. 5 giờ sáng chứ chưa đánh đánh con. Thưa quý vị, trong bữa cơm gia đình thì Thanh Tùng cũng cảm nhận được ông Tư, bà Tư giống như là những người ông, những người bà của mình, và ăn được những con cá do chính tay ông bà đánh bắt trên sông Hương và phơi khô. Mấy chục năm trôi qua rồi ông hả? Thì bên nhà mình cũng sống bám trụ vào cái con sông nước, mặc cho cái cuộc sống này nó đã thay đổi. Có thể là trước đây du lịch chưa phát triển, bây giờ du lịch có phát triển hơn mà ở ngoài có xô bồ bao nhiêu, thì gia đình mình cũng vẫn vậy. Hằng ngày thì đánh bắt cá, rồi tối về thì ngồi bên một mâm cơm gia đình ấm áp quay quần bên nhau như thế này, đúng không ông? Phải. Dạ. Thì bữa nay thì con cũng rất là vui. Chắc là con cũng mời ông uống một ly ông ha. Cảm ơn. Dạ. Rượu đế quý vị. Đêm sông Hương thật sâu lắng và mênh mang. Con đò của ông bà Tư cũng như những phận vạn đò khác neo đậu bến sông Hương nhỏ bé và trồng trành theo con nước. Sau một ngày vất vả, ông bà Tư lại tận hưởng niềm an vui trên tổ ấm bé nhỏ của mình. Ai bảo đời vạn đò cơ cực, tôi lại thấy sự an nhiên, niềm hạnh phúc trên gương mặt và trong nụ cười của đôi vợ chồng già. Và tôi nghĩ rằng có lẽ dòng sông Hương sẽ đơn điệu lắm khi vắng bóng những con thuyền xuôi ngược, buông lưới, giăng câu theo con nước lớn ròng.